Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Vâng, với rất nhiều những cảm xúc, những sự cảm xúc của suốt một đêm theo dõi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và cho tới giờ này thì phút cuối đó là chưa có diễn ra. Nhưng với những sự lường định của các anh em chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới, các anh chị em hoạt động tại Mỹ, các anh chị em hoạt động tại Úc Đại Lợi và tại Âu Châu thì đều khẳng định rằng cái kết quả nó đã có rồi. Và mới đây có một nhóm anh chị em tại Sài Gòn có gửi cho có gửi cho chúng tôi một số những cái thông tin của đài Fox, tức là rất là sớm những cái thông tin của đài Fox liên quan đến cái kết quả cuối cùng. Thì với cái kết quả đó thì cái con số đại cử tri đó, số cử tri đoàn thì là 267 dành cho bên Bảo Hiến, tức là bên phía ông Donald Trump, và 216 dành cho bên phía bà Kamala Harris, tức là bên phía Dân Chủ. Cuộc bầu cử lần này đối với những cái nhìn của anh em chúng tôi đó, đây là một cuộc bầu cử lịch sử. Và cũng kể từ năm 1886, nếu tôi không lầm, năm 1886 tới nay đó, thì mới có một cái câu chuyện là có một vị tổng thống chỉ có ở cái ngôi đó, tức là ở cái ngôi tổng thống có 4 năm thôi, rồi vì lý do này lý do khác đã không được tiếp tục, không tiếp tục được nữa ở cái nhiệm kỳ thứ hai. Và sau đó, thì ông lại ra tranh cử và ông thắng ở cái lần thứ hai đó. Ngày hôm nay chúng ta đối diện với một cái sự kiện là ông Donald Trump đã từng bị gọi là bị rời khỏi cái vị trí của người đứng đầu quốc gia, đứng đầu Hoa Kỳ một cách rất nhiều sự bí ẩn. Cho tới giờ này tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bình tâm, chúng ta quan sát và chúng ta không có để cho mình trôi nổi vào cái ảnh hưởng nào hết á. Ủa, âm thanh nhỏ à? Alo, alo, xin lỗi các anh chị em. Tại sao âm thanh lại nhỏ? Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Cái âm thanh như thế này đó, anh chị em nghe rõ hơn hay là khi mà tôi vừa mới cắm lại cái micro đó, thì bây giờ xin các anh chị em ổn nha, anh Tô Đức Trí. Vâng. Vâng, thưa các anh chị em, như vậy là tôi sẽ không có tập trung. Tôi sẽ không, tức là tôi sẽ tập trung vào những điều tôi muốn trình bày. Tôi cũng mệt rồi mà. Lát nữa tôi lại phải có một cái công việc phải đi gấp và phải lái xe đi gấp. Vâng, xin cảm ơn anh Ngô Kim Phước. Ở hình như ở bên trên ban nãy đó, anh Ngô Kim Phước có đề cập đến chuyện là còn ba cái phiếu, ba lá phiếu đại cử tri nữa. Nhưng mà đã là chắc chắn là ông Trump, ông ấy đã thắng. Một số những thông tin tôi nhận được ở đài Fox thì nó khá là đặc biệt, tức là nó rất là lẹ.
Thực ra là chúng ta cũng nhân đây chúng ta cũng cần phải nhìn lại một số những thông tin của các cái hãng truyền thông, của các đài, những cơ quan truyền thông của bên phía Hoa Kỳ đó, là có những sự chênh lệch với nhau khá là rõ rệt, tức là nó chênh lệch về thời gian cũng như là chênh lệch về 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 cái số lượng phiếu đó của cả bên xanh lẫn bên đỏ. Chúng tôi thì chúng tôi dựa vào một số những thông tin của bên đài, tức là bên cái hãng thông tấn của Pháp, tức là AP đó, Association the Press của Pháp, và đồng thời với CNN và các đài khác nữa, trong đó là khá là ngạc nhiên đối với tôi đó là đài Fox. Một số anh chị em nói là Fox là họ quay xe. Tôi đang không nghĩ rằng là quay xe, mà tôi nghĩ là cái thời gọi là cái thời kỳ đó, cái thời kỳ của cái lẽ thiện, của sự thiện đó, nó đang đến với thế giới loài người của chúng ta. Thực ra đó là cho tới cách đây một tiếng đồng hồ đó là tôi không tin rằng cuộc bầu cử nó có thể suôn sẻ đến giờ phút này. Tôi bị ám ảnh rất nặng về cái cuộc bầu cử của năm 2000, tháng 11, 2019. Cũng như hôm nay, năm 2019 đó, là tôi theo sát hết đó, và lúc đó là tôi theo cũng là 3-4 đài đó. Thì đến khoảng 4 giờ sáng, đến khoảng 4 giờ sáng là giờ Paris đó, là họ khựng lại. Họ nói là vì lý do này lý do khác đó, là cái chuyện kiểm phiếu nó bị khựng lại. Và khi mà rời máy, tức là một số anh em của chúng tôi rời máy, thì ai cũng nghĩ rằng cái kết quả cũng giống như bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau này, là cái kết quả nó đã rõ ràng rồi, tức là bên phía ông Donald Trump ông đã thắng rồi, cho nên nhiều người là thoải mái là vắt tay đi ngủ. Bản thân tôi có lẽ là vì cái chuyện tù tội nó làm cho mình có nhiều cái suy nghĩ nó khác người, cho nên là tôi ngồi trên ghế cho tới khi mà có tín hiệu lại của các cái gọi là sự đếm phiếu lại đó của các đài báo đó, thì là bật ngửa. Bởi vì cái lượng định ban đầu của mình, tức là lượng định khoảng 4 giờ trước 4 giờ sáng đấy, thì là ông Thôn ông thắng. Tức là nguyên nhóm anh em chúng tôi 17, 18 người ở khắp nơi, ở Mỹ cũng như là ở Úc, cũng như là ở Pháp và ở Việt Nam, thì đều nghĩ rằng ông Donald Trump thắng. Nhưng cái kết quả sau đó thì nó ngược lại hoàn toàn. Và ngày hôm nay cái câu chuyện nó tức là tôi lo lắng là có thể nó sẽ lại xảy ra cái chuyện giống như là năm 2019 tiếp. Bởi vì đối với cái suy luận của tôi đó là những cái thế lực cầm quyền, tôi gọi là thế lực cầm quyền của nước Mỹ suốt từ giai đoạn năm 1886 đến nay, thì họ đã xây dựng cái thế lực của họ, họ đã xây dựng những quyền lực của họ, những quyền lực gắn liền với cái quyền lợi, gắn liền với sức mạnh của họ. Và chắc chắn họ không thể để dễ dàng mà có một cái chính phủ như cái kiểu của chính phủ ông Donald Trump sẽ xuất hiện trong thời gian này. Bởi vì chắc chắn nó sẽ xảy ra vô cùng nhiều những sự biến động, kể cả là những cái chuyện gọi là chuyện loạn nó sẽ xảy ra. Tôi không phải là hù dọa, nhưng rất muốn chia sẻ với các anh chị em, đặc biệt các anh chị em tại Mỹ, rằng là chúng ta nên chuẩn bị một cái tinh thần gọi là náo loạn, tinh thần bạo loạn nó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó không ở cái tầm cấp quốc gia, nó chỉ cùng lắm là nó trong vòng 1 tháng đến 2 tháng thì họ sẽ giải quyết được, tức là cái lực lượng vệ binh
Vệ binh Cộng hòa đó họ sẽ giải quyết được. Tôi nghĩ rằng những cái sự bất ổn, những cái sự gọi là làm loạn đó, nó cùng lắm là nó sẽ kéo dài 2 tháng trở. Nếu như nó không xảy ra thì đó là điều mừng. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh rằng chuyện đó nó sẽ xảy ra. Và cái cục diện của nước Mỹ đó, tôi nghĩ rằng tôi rất muốn chia sẻ với các anh chị em rằng là những điều mà chúng tôi nói ra đó, nó có những điều nó sẽ đúng hoặc là nó sẽ sai đó, thì chúng tôi chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình. Tuy nhiên nó không phải là một sự khẳng định, tức là chúng tôi bị dẫn dắt, chúng tôi bị ám ảnh, chúng tôi bị mang một cái suy nghĩ như vậy, cho nên gợi ra với nhau để chúng ta sẽ khỏi bất ngờ. Chúng ta sẽ bớt đi những sự bất ngờ khi nó có những sự bạo loạn nó xảy ra. Và như ban nãy tôi nói đó, nó chỉ là giai đoạn thôi. Và nó không phải là cái tầm vóc của, tức là không phải là vấn đề của quốc gia, không phải là vấn nạn lâu dài, chiến lược của quốc gia. Tuy nhiên nếu như là cái cuộc bầu cử này mà bị đánh cắp đó, giống như là 2019, thì tôi nghĩ là ít nhất là 2 năm ạ. Tại vì những người bảo hiến họ sẽ không chịu nổi nữa. Mà khi mà họ không chịu nổi nữa, nước Mỹ là cái nước thừa đạn, không có, tức là không có thiếu đạn, không có thiếu súng, và họ sẽ ứng xử như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cũng nên nhìn cái gọi là cái mô hình của nước Mỹ. Mô hình của nước Mỹ nó có rất nhiều những ưu điểm, nhưng nó cũng cần phải reglê lại, nó cũng cần phải điều chỉnh lại, bởi vì nếu không con người ta nó sẽ đi vào vật chất quá, nó quá sức đi vào vật chất. Sở dĩ nó quá sức đi vào vật chất là càng càng gần 100 năm rồi, tức là về vấn đề xã hội, về vấn đề con người cả gần 100 năm rồi. Con người ta bị dẫn, con người ta bị lèo lái vào cái giá trị vật chất. Mà những con người lèo lái thì họ chỉ có khoảng 4 đến 5% của cái số dân chúng tại Hoa Kỳ mà thôi. Đó là giới tinh hoa, đó là giới giàu có, đó là những cái giới có thể gọi là, đó là giới phi dân tộc. Họ là một cái giống dân mượn, trá hình giống dân này, trá hình giống dân kia, tức là và mượn tín đồ này, mượn tín ngưỡng này, đạo lý kia. Đó là những người mượn cái đạo lý của người Do Thái, rồi sau này lại dựng lên cái gọi là đạo lý của Công giáo để lèo lái thế lực của Công giáo vào trong cái quỹ đạo của quyền lợi của mình. Đó là cái giống dân họ đã mượn cái đạo Do Thái, và mượn kể cả cái gọi là xuất xứ dân tộc Do Thái Canaan. Cái giống dân đó, ngày hôm nay họ, tức là cả hàng trăm năm nay rồi, họ nắm hết hệ thống ngân hàng, họ nắm hết hệ thống chính trị, bắt đầu từ nước Anh, bắt đầu từ cái cuộc chiến Waterloo năm 1813, và lèo lái nước Anh vào trong cái gọi là cái quỹ đạo quyền lợi của họ. Nó có biết bao nhiêu những cái thứ phát minh mà con người ta đáng lẽ ra thì sẽ không bị trao đảo, sẽ không bị khốn nạn. Thí dụ như là điện chẳng hạn. Ngày nay chúng ta nói đến xe điện Tesla, nhưng chúng ta ít khi nào đặt cái câu hỏi là tại sao ông Elon Musk, ông không lấy tên gì mà ông lại lấy tên là tức là lấy tên của ông Tesla để ông làm ra cái gọi là cái công nghệ xe hơi của ông. Công nghệ xe hơi điện. Cái bao nhiêu những cái tâm huyết của Tesla đã đổ ra để xây dựng những gọi là những cái năng lực của điện ấy, tức là của điện năng ấy, của điện mặt trời, của điện gió, mà con người ta nếu áp dụng với những kỹ thuật đó thì sẽ không có bị tốn kém nhiều. Nhưng những cái kỹ thuật đó đã bị đánh cắp,
đã bị đánh cắp và thậm chí ông Tesla đã bị cô lập để đến chết luôn. Để người ta độc quyền, người ta độc quyền, người ta làm dầu hỏa, người ta dùng dầu hỏa, tất cả những cái hệ thống máy móc đều phải vận hành bằng dầu hỏa cả. Và cái công nghệ dầu hỏa, công nghệ khai thác quặng mỏ nó cả hàng 80 năm qua, 100 năm qua nó là một cái công nghệ, tức là cái công nghệ dầu hỏa, công nghệ dầu mỏ đó nó là cái quyền lợi độc quyền của họ để chi phối vào thế giới. Thay vì con người ta chỉ bỏ một đồng để có thể được sở hữu một cái gọi là cái năng lực hết sức lớn, gọi là trị giá cả hàng trăm ngàn đồng, thì người ta phải trả một cái giá, không phải là một đồng đâu, mà phải trả cái giá cả hàng trăm đồng để có thể nhận được một cái gọi là cái nguồn năng lượng để phục vụ cho đời sống của mình. Và con người ta vì thế trôi thành nô lệ. Đó là cái giai đoạn dầu hỏa. Và cái giai đoạn tiệm cận của chúng ta là cái giai đoạn rất là đặc biệt, liên quan đến những cái quặng gọi là quặng Lutyanis. Với những cái quặng quý hiếm đó, trong thời gian vừa qua có những cái chuyện lụt lội nó xảy ra tại Mỹ. Và người ta bất ngờ rằng tại sao những cái cuộc lụt lội đó, bão tố đó nó hết sức là bất thường. Và những cái vùng bão tố đi qua đó, hầu như là người ta không có khai thác, không có làm nông nghiệp được nữa. Cho nên buộc lòng là người ta phải bán đất. Và nó có ngay những cái tập đoàn rất lớn, họ đã chuẩn bị sẵn rồi, họ lao vào họ mua lên. Và bắt đầu người ta mới tìm hiểu, người ta mới mò mẫm thì ra là dưới cái lòng đất của những cái vùng đất mà mới bị những cái trận bão hết sức kỳ lạ đó, là các cái quặng cực lớn của Lithuanians. Thì những cái điều đó đó, nó phải chăng nó là một cái công nghệ nó sẽ thay thế cái về năng lượng để nó thay thế dầu hỏa. Thì tất cả những cái mưu đồ đó, những cái lực lượng gọi là lực lượng tinh hoa đó, nó đều nó từ một gốc mà ra cả. Cái gốc đó chính là cái gốc của những người mượn danh Do Thái, mà năm 1776 họ có một cái tổ chức ra đời cùng với sự thành lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tức là cái bản hiến pháp khi mà ra đời thì năm 1776 cũng có họ ở trong đó. Và những cái ký kết, những cái sự thỏa nhượng của họ đối với người Anh quốc lúc bấy giờ đó, tức là những cái người hoàng gia Anh quốc lúc bấy giờ đó, thì những sự thỏa thuận đó cho tới ngày hôm nay nó vẫn còn có những cái giá trị ác nghiệt của nó. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay cuộc bầu cử nó đã diễn ra và chúng ta đâu đó đang nhìn thấy một hình thái là nước Mỹ sẽ bước ra khỏi cái vũng lầy đó, sẽ bước ra khỏi cái đầm lầy đó. Không phải đơn giản mà 2016 ông Donald Trump khi mà ông thắng cử thì 2017 có một cái câu mà bao nhiêu người khó có thể cảm nhận được, khó có thể đồng ý được với ông, tức là tát cạn đầm lầy. Người ta coi nước Mỹ, coi Washington, coi những cái gọi là những cái cơ sở quyền lực của Mỹ là một cái đầm, mà gọi là các cái cơ sở chính trị là một cái đầm lầy. Đầm lầy nghĩa là sự dơ dáy. Và họ hô nhau để tát cạn đầm lầy đó. Tại Liên Hiệp Quốc 2017, một bài diễn văn của ông Donald Trump hết sức là lạ lùng. Và người ta khi nghe cái bài diễn văn đó thì người ta nghĩ rằng đó là một bài diễn văn ích kỷ, tức là của một cái anh chàng tổng thống ích kỷ, chỉ biết buôn bán thôi và chỉ biết nước Mỹ thôi. Bởi vì ông hô hào, ông kêu gọi là hãy trở về quốc gia của mình, hãy trở về quê hương của mình để xây dựng cái
để dùng cái hiểu biết của mình để xây dựng quê hương của mình, từng quốc gia một. Và nước Mỹ có thể làm được điều gì đó để hỗ trợ trong một cái tư thế liên minh công bằng với các quốc gia, thì nước Mỹ sẵn sàng để làm điều đó và nước Mỹ mong muốn điều đó. Cái bài phát biểu đó, tôi là một trong những người chuyển ngữ và quả thực là tôi bị nhập cái tư tưởng của ông. Bởi vì chúng ta ai cũng có quê hương, ai cũng có đất nước, ai cũng có tổ tiên của mình. Mình có sống trên đất Mỹ hay mình có sống trên đất Pháp, sống thế nào đi nữa thì cái hồn vía của mình nó vẫn là quê hương của mình, nó vẫn là Sài Gòn, nó vẫn là Hà Nội, nó vẫn là Huế. Có đập bể sọ của mình đi, có chặt chân cụt tay cụt chân của mình đi nữa, thì mình vẫn, tức là có chết đi nữa thì cái đầu cũng vẫn ngóc về quê hương. Nó cóc chết 3 năm quay đầu về núi cũng hướng về đất nước, hướng về quê hương của mình thôi. Chúng ta có những cái sự nó bất hạnh là đất nước của chúng ta khoảng 50-60 năm nay là nó có một cái tầng lớp cầm quyền là chưa có thông minh, chưa có nhân văn, tức là còn mang cái tính cách bạo chúa, còn mang cái tính cách quê hương là quê hương của tao, đất đai là đất đai của tao, chúng mày thí dụ nó ngụy hay gì đó là phải đi ra nước khác, trốn đi nước khác để mà sống. Cái này là một cái thái độ gọi là thái độ của những kẻ vô học. Tôi nghĩ trong cái giai đoạn này đó, tôi gọi là giai đoạn minh tuệ, tức là giai đoạn trí thức đó, giai đoạn của trí thức đó, con người ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, cần phải biết tôn trọng lẫn nhau. Quê hương là quê hương của chung chứ không phải là quê hương của thằng nào cả. Chúng ta là người Việt Nam, máu đỏ, da vàng, có tông tộc, có mồ mả, có tiếng nói, có gọi là văn hóa của chúng ta. Chúng ta nói ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta học lịch sử Việt Nam, chúng ta tha thiết với cái miếng đất của Việt Nam, thì nó là của chung chứ không là của riêng đứa nào cả. Cho nên khi mà còn nghĩ rằng là cái quê hương này là quê hương của tao, chúng mày không được quyền ở, thì cái đó nó hết sức là vô học, nó hết sức là súc vật. Và tôi mong rằng chúng ta nhìn về nước Mỹ, chúng ta nhìn về cái cuộc bầu cử vừa mới xảy ra của Mỹ để chúng ta vắt tay lên trán. Tại sao họ cũng là người, ta cũng là người mà chúng ta không có được bất kỳ một cái cuộc bầu cử nào cả trên đất nước của chúng ta suốt 100 năm nay. Đã đến lúc cần phải nói thẳng với nhau đấy. Những cái chuyện bầu cử ở Việt Nam là những chuyện rơm rác, là những chuyện cứt đái. Bầu quốc hội hay bầu cái con mẹ, bầu xã, bầu ấp, bầu gọi là chính quyền nhân dân, tất cả đều là những cái thứ cứt đái thôi. Và đã đến lúc chúng ta phải cúi đầu xuống, bất kể người Việt Nam, đã là người Việt Nam cần phải cúi đầu xuống, người Việt Nam ở hải ngoại cũng phải cúi đầu xuống, người Việt Nam trong nước cũng phải cúi đầu xuống, và đặc biệt những người đang cầm quyền phải cúi đầu xuống để thấy rằng chúng ta hèn kém. Tại sao người ta làm được, người ta bầu cử được như vậy mà chúng ta không làm được? Chúng ta cũng có tay, có chân, có đầu, có óc, khôn chưa chắc là họ khôn hơn chúng ta, mà tại sao chúng ta làm không được? Phải nhìn vào cái cuộc bầu cử vừa mới xảy ra để cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất là thấp kém. Và đất nước, quê hương muốn tiến lên được thì phải biết học người ta, những cái hay của người ta. Trong đó có cái chuyện bầu cử, trong đó có cái quyền tự do bầu cử. Thưa các anh chị em, cái giá trị của chuyện bầu cử, cái cuộc bầu cử lần này đó, tôi coi rằng đây là một cuộc cách mạng. Anh em chúng tôi đều nghĩ như vậy, một cuộc cách mạng hết sức lớn. Bởi cái cuộc bầu cử này không phải là bên thiện. Tôi có thể có một số các anh chị em không có đồng ý, nhưng đối với tôi vẫn nhận trách nhiệm đối với cái lời nói của mình. Đối với tôi đó, chính phủ, những người làm chính quyền, những người làm chính trị của Mỹ mà đi theo dân chủ, tôi gọi là tà. Họ không có quyền lợi dân tộc mẹ gì cả.
họ không có cái quyền lợi quốc gia mẹ gì cả, họ chỉ có quyền lợi của họ thôi. Và họ khai thác sức của người dân Mỹ cũng như là của thế giới, tạo ra những sự chiến tranh này để buôn bán vũ khí, tạo ra những cuộc chiến tranh kia để tìm những cái sự lợi nhuận cho họ. Và gọi là cái kỷ nguyên xâm lăng nó phải mất đi. Tôi gọi là cái kỷ nguyên xâm lăng là từ cái trận chiến Waterloo năm 1813 nó trở thành cái truyền thống, bởi vì năm 1813 trận chiến Waterloo là chúng nó vẽ ra. Cái bọn Do Thái, mệnh danh Do Thái, bọn Khazarian, bọn Tam Điểm là chúng nó vẽ ra. Chúng nó vẽ ra để cho nước Anh trôi vào trong cuộc xâm lăng ban đầu là như vậy. Và chúng nó lại lèo lái nước Anh để làm cái công việc xâm lăng tiếp tục, công việc thống trị tiếp tục. Thằng Pháp là gọi là trở thành cái thằng tay sai của thằng Anglê từ năm 1813. Và thế giới phân chia ra bờ Tây và bờ Đông để trôi nổi vào trong những cái ách thực dân như vậy. Ngay chúng ta nhìn lại cái dòng Mê Công của chúng ta, bờ Tây của dòng Mê Công, thí dụ như là Birmania, thí dụ như là Miến Điện, thí dụ như là Ấn Độ, tức là phía bờ Tây của cái dòng Mê Công là gọi là người Anh họ nắm quyền, người Anh họ làm cái gọi là cái ách thực dân của họ. Họ chiếm cứ những cái quốc gia đó, và bên gọi là bên bờ Đông của dòng Mê Công thì là để cho Pháp làm, thí dụ như là Lào, thí dụ như là Campuchia, thí dụ như là Việt Nam. Nước Anh đã từng có một cái thời kỳ là chúng nó gọi là một cái quốc gia không bao giờ mặt trời lặn, tức là mặt trời không bao giờ lặn trên quốc gia Anh Quốc, bởi vì chúng nó đi nó thống trị khắp mọi nơi hết, bờ Đông bờ Tây của trái đất là chúng nó thống trị hết. Thằng Pháp cũng chỉ là tay sai của chúng nó mà thôi. Pháp mang tiếng là thống trị Việt Nam, nhưng là chỉ là tay sai của bọn Anh Lê mà thôi. Bởi vì đừng quên năm 1813 là thằng Pháp là bị thua và bị người Anh nắm đầu, trong khi người Anh lại không có tiền bạc, mất hết tiền bạc rồi. Và cái bọn Illuminati đó nó cung cấp tiền bạc lại cho cái triều đình Anh Quốc có thể giữ được giềng mối của mình, và từ đó thì đi trôi nổi vào trong cái quỹ đạo của chúng nó, cả dầu hỏa cũng là chúng nó làm, đủ thứ tiền bạc này kia, buôn bán tiền bạc cũng là chúng nó thôi. Và cái cuộc bầu cử này tại Mỹ lần này vừa mới trôi qua được những cái giờ phút quan trọng. Tôi nghĩ là giờ này là đã không biết có anh chị em nào theo dõi ở trên màn hình không về những cái kết quả sau cùng. Nếu có anh chị em nào có theo dõi được cái kết quả sau cùng, xin báo lại dùm cho tôi. Nhưng với tôi đó, dù rằng là không có sự thông báo của các anh chị em ở trên này đó, thì đối với tôi cũng là xong. Tức là cái cuộc bầu cử nó đã xong, không còn cách gì, không ai có thể ăn cắp được nữa. Không thể tái diễn lại cái câu chuyện của năm 2019 nữa. Anh Tô Đức Chí có xác định là thắng rồi, bác ơi, và thắng đậm. Vâng, rất cảm ơn. 200, wow, xin cảm ơn anh Tù Đức Chí, thú thực tôi muốn khóc. Tôi không nghĩ là nó lên tới cái mức, cái con số này. Tôi nghĩ cùng lắm nó lên tới
một cái gọi là con số xuýt soát thôi, con số xuýt sao thôi. Ở đây lên tới con số 277 phiếu đại cử tri, phiếu cử tri đoàn, thì quả thực là đây là một cuộc bầu cử tôi nghĩ rằng là cả 200 năm qua chưa có cuộc bầu cử nào nó sóng gió như thế này. Và chúng ta hãy cùng nhau chúng ta cầu nguyện để cho nước Mỹ họ thật sự họ biết thương nhau. Những người làm chính trị tại nước Mỹ thật sự là những người đi tìm về lẽ thiện. Chúng ta hãy cùng nhau hợp ý, mỗi người là mỗi tôn giáo đem cái đức tin của mình vào trong cái lĩnh vực tôn giáo của mình, vào trong cái vùng trời tôn giáo của mình, để chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ, để họ thật sự họ biết thương yêu nhau, họ biết trân trọng nhau. Bởi khi họ trân trọng được nhau, họ biết thương yêu nhau, thì thế giới này sẽ ảnh hưởng thiện rất là tốt, rất là nhiều. Bởi cái đối với tôi cả hàng trăm năm nay đó, tất cả những cái chuyện chiến tranh làm náo loạn lên thế giới đều từ nước Mỹ mà ra cả. Đều từ những người tinh hoa đã sử dụng nước Mỹ để tạo ra chiến tranh của thế giới. Cho nên nước Mỹ là cái mầm mống, nước Mỹ là mầm mống của chiến tranh. Nước Mỹ mà nhân văn là cả thế giới hòa bình. Nước Mỹ mà tham lam thì cả thế giới sẽ trôi vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác. Cho nên chúng ta hãy, nếu tôi được như một lời xin với các anh chị em, thì tôi xin cúi đầu xin các anh chị em chúng ta cùng lắng lòng để cầu nguyện với những cái các cái đấng thiêng liêng của mình, để các đấng thiêng liêng của mình phù hộ cho nước Mỹ, và đồng thời cũng là phù hộ cho chính quê hương của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho người Mỹ họ biết thương yêu nhau, thì chúng ta cũng nhìn đến đất nước của chúng ta để cầu nguyện cho chính những người Việt Nam của chúng ta biết thật sự thương yêu nhau. Vâng, thưa các anh chị em, rất là mừng trong cái những giờ phút vừa qua đang hết sức lo lắng, rất nhiều lo lắng, và giờ này coi như gánh nặng đã được đặt tạm đặt sang một bên, để chúng ta tìm những cái phút giây an nghỉ để chuẩn bị cho những cái sự thử thách sắp tới của đời sống của chúng ta. Chúng ta, đất nước của chúng ta hết sức cần sự tỉnh táo và lòng nhân hậu của nhau. Nước Mỹ và cả thế giới đang đối diện với một cái cuộc thay đổi rất lớn, và trong đó Việt Nam của chúng ta không có thoát ra khỏi được cái quỹ đạo phải thay đổi đó. Cho nên rất mong với các anh chị em, chúng ta cố gắng tập bớt đi sự thù hận. Chúng ta cương quyết đó, nhưng sự cương quyết của chúng ta, sự đấu tranh của chúng ta, nó sẽ phải là sự đấu tranh không phải bằng thù hận, mà nó là sự đấu tranh bằng dũng lực của chúng ta, bằng trí tuệ của chúng ta. Rất mong chúng ta nhìn về câu chuyện bầu cử vừa qua để chúng ta cùng cầu nguyện, cùng hành động để đất nước của chúng ta sớm có được một ngày cũng có được những cuộc bầu cử như vậy. Kính chào các anh chị em.